Thưa quý vị, theo chỉ thị số 03 CTBTC vừa ban hành mới đây, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết. Đồng thời thì tham mưu kịp thời cho bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Riêng với mặt hàng thịt lợn, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá và có những kiến nghị gửi các ngành như nông nghiệp, công thương để có đánh giá lượng cung cầu trong dài hạn, ngắn hạn. Kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần đưa ra số liệu tính toán cụ thể để cân đối lượng thịt lợn nhập về đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bộ Tài chính và các địa phương sẽ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát tình trạng đầu cơ, lợi dụng khan hàng thịt lợn để tăng giá, đẩy giá, ngăn chặn xuất lậu lợn qua biên giới. Thưa quý vị, trước tình hình thiếu hụt thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi, hai Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp nhập khẩu 200.000 tấn thịt lợn để phục vụ Tết. Đây được coi là giải pháp nhằm cung cấp đủ sản lượng thịt cuối năm, vừa góp phần bình ổn giá thị trường thịt lợn hiện nay. Thế nhưng giải pháp tăng cường nhập khẩu thịt lợn để bù đắp thiếu hụt trong nước thời điểm này là không đơn giản, khi giá mặt hàng này trên thế giới đã tăng mạnh. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu thịt đông lạnh trong nước vẫn còn e dè có quá nhiều rủi ro khi ồ ạt nhập khẩu. Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh, doanh nghiệp chuyên thực hiện cấp đông thịt lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội, cho biết với tình trạng thiếu hụt lợn như hiện nay, rõ ràng đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp này nhập thịt đông lạnh về bán. Thế nhưng, chỉ có 500 tấn thịt lợn được nhập từ tháng 11 vừa qua. Đây là điều bất ngờ với năng lực cấp đông của doanh nghiệp là 4.800 tấn. Cái rủi ro có thể xảy ra là với cái thói quen của người tiêu dùng chúng ta là chưa quen sử dụng thịt đông lạnh. Nếu như chúng ta nhập nhiều về nhưng mà cái hàng nhập về một vài tháng mà không bán được thì cộng phí tiêu kho với cả phí ngân hàng vào thì cái lợi nhuận lại rất là khó có thể làm được. Theo doanh nghiệp này, sản phẩm thịt đông lạnh sau khi nhập về chủ yếu được cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp lớn như Samsung. Còn ngoài ra, sản phẩm rất khó tiếp cận trong các bếp ăn nhỏ, trường học và doanh nghiệp vừa. Đó là một rủi ro nếu nhập ồ ạt. Trong khi đó, thuế nhập khẩu vẫn còn ở mức cao, được coi là rào cản khiến doanh nghiệp cũng còn e dè. Thì cái giá nhập khẩu hiện nay của chúng ta cũng còn tương đối cao, rơi khoảng độ 15%. Vì với cái giá nhập khẩu đấy thì một tấn thịt lợn chúng tôi nhập về là bây giờ là nó lương chịu đậm độ 15 triệu của tiền thuế, kèm theo là chi phí vận chuyển cũng như chi phí bến bãi rồi kho tàng nó phải cũng độn lên thêm là tầm độ 15 triệu nữa, nó rơi vào độn đến 30 triệu sau một tấn, nó cũng rất là khó. Nhiều ý kiến cũng cho rằng thời gian một lô hàng thịt lợn đông lạnh về đến Việt Nam phải mất hơn 2 tháng. Việc nhập khẩu lúc này là quá muộn khi Tết đã cận kề. Bên cạnh đó, nếu thịt lợn đông lạnh bán giá rẻ lúc này có nguy cơ là hàng cận đắt bởi giá thực tế đã cao hơn rất nhiều. Hiện nay thì cái giá heo của châu Âu thì nó tăng cỡ khoảng độ 15 đến 20% so với cái quý 1, quý 2 của năm 2019. Vì vậy mà cái giá thịt heo nhập khẩu tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới cũng sẽ tăng chứ không phải là như những cái tháng đầu năm của 2019 này. Tính đến thời điểm này theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước nhập khẩu hơn 30.000 tấn thịt lợn. Lượng nhập khẩu này chưa bù đắp được lượng thiếu hụt 200.000 tấn. Và đang để lại khoảng trống về thực phẩm cho người dân có nhu cầu trong dịp Tết sắp tới. Từ nay đến Tết, nguồn cung thịt lợn sẽ thiếu hụt khoảng 200.000 tấn, khiến giá lên cao như hiện nay. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, đã giao từ nay đến hết quý 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn, đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế để đảm bảo giá cả sản phẩm nhập khẩu, không chỉ trong dịp Tết mà còn sau Tết. Để góp phần bình ổn giá cả thịt lợn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị tất cả phải chung tay, đồng bộ từ cơ quan, bộ ngành cho đến doanh nghiệp để cùng đưa ra các biện pháp bền vững và căn cơ nhất như tái đàn, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh. Các kịch bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tập trung quanh các trang trại lớn tiếp tục kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi và thực hiện đúng kế hoạch sản xuất nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Theo đó, lần lượt theo các kịch bản, Bộ đưa ra lộ trình hết dịch trong năm 2019, nguồn cung thịt lợn cho thị trường sẽ được bổ sung từ cuối quý 1 năm 2020 và từ quý 2 năm 2020. Kịch bản nếu hết dịch vào quý 1 năm 2020, bổ sung từ cuối quý 2 năm 2020 và cả trường hợp xấu nhất khi dịch bùng phát trở lại và lây lan trên diện rộng. Việc tái đàn không hiệu quả sẽ phải có những phương án đáp ứng thực phẩm thay thế. Cùng với các kịch bản tái đàn được đặt ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết liệt tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tăng sản phẩm thịt gia cầm và gia súc ăn cỏ, thủy hải sản để bù đắp cho sự thiếu hụt của thịt lợn.